Chào bên nghe đã trở lại với cả Tà Báo Comics. Lần trước tôi đã cho ra mắt một video thuộc chuyên mục Tà Báo Đảng, phần 1 của bộ truyện Ha Ha. Trong video đó thì tôi đã hứa với anh em rằng nếu như anh em cảm thấy thích đầu truyện này thì tôi sẵn sàng làm phần tiếp theo của Ha Ha. Và như anh em thấy rồi, chúng ta đã có phần 2 rồi đây. Ngay bây giờ, tôi cùng anh em sẽ tiếp tục với những mẩu chuyện đen tối của các chú hề. Ha Ha là bộ truyện của Image Comics xuất bản vào tháng 1 năm 2021 với độ dài 6 tập truyện, được chấp bút bởi họa sĩ W. Maxwell Prince. Ha Ha không chỉ kể một câu chuyện, nó là tập hợp của các mẩu chuyện thuật lại cuộc sống đời thường của những chú hề, những người đem lại niềm vui cho người khác. Bộ truyện mang tên Ha Ha nhưng nó lại vượt xa những tiếng cười ấy. Từng tập truyện như bóp nghẹt người đọc và sự thực tế của cuộc sống, đưa họ hết đi qua nỗi buồn, sự hài hước cho tới nỗi kinh hoàng. Lần trước tôi đã kể cho anh em nghe về câu chuyện đầu tiên của chú hề Bart. Ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng kể cho anh em 5 câu chuyện còn lại, hoặc nếu tôi lười quá thì chúng ta sẽ có phần thứ 3 của Ha Ha. Và đó là một chút giới thiệu về bộ truyện này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chính của video ngày hôm nay, tóm tắt Ha Ha. Câu chuyện thứ 2 bắt đầu tại một vũ trường. Khán giả đang ném tiền vào cho tiết mục của nữ vũ công thoát y Fiona, nhưng mà chúng ta không ở đây để nói về cô nàng này. Fiona tiến vào bên trong cái phòng trang điểm, và đây nhân vật chính của chúng ta, Rudolph, hay còn được biết tới với cái tên là Rudy. Hãy cùng tôi ngược lại một chút nhé. Trong quá khứ, Rudy có mẹ là một cô hề làm việc trong một rạp xiếc, nhưng mà chồng cô thì không thích điều này một chút nào. Mẹ của cô được các bác sĩ chẩn đoán là có dấu hiệu của bệnh tâm thần, và thậm chí cha cô còn chẳng thèm phản kháng lại mà đồng tình với cả bác sĩ. Ông luôn khó chịu mỗi khi thấy cô suốt ngày ăn mặc và trang điểm giống như là một diễn viên hề. Nhưng mà điều này thì chẳng mảy may ảnh hưởng tới tình yêu của Rudy dành cho người mẹ. Đêm đó, cô đã quyết định là bỏ nhà đi cùng mẹ tới nơi làm việc của mẹ cô, công viên giải trí Funville. Rudy vẫn luôn giữ món quà mà mẹ tặng cho cô, chiếc mũ đỏ của các chú hề. Cả hai hướng tới Funville, nơi mà mẹ cô cho rằng nó sẽ là một khởi đầu mới cho hai mẹ con, được dành cho những người như bọn họ. Mẹ cô cằn nhằn về việc chồng chẳng thể nào hiểu được công việc của mẹ, bởi vì ông ấy chưa thấy được những điều kỳ diệu ở đó. Rudy nhớ lại những báo cáo của cảnh sát về hành động cũng như là triệu chứng của mẹ, nhưng cô cũng chẳng để tâm. Hai người dừng chân tại một nhà nghỉ để trọ qua đêm. Người quản lý ở đó cảm thấy hơi kỳ lạ khi mẹ Rudy luôn trang điểm trên mặt. Nghe thế, mẹ cô lập tức quát mắng vào mặt của người quản lý, sau đó lấy chìa khóa và đi lên phòng. Sau khi lên phòng, mẹ cô lập tức thay đồ, nhận bước khoác lớp trang điểm ấy. Tiền không mọc trên cây, mẹ cô bảo thế, bảo nói với Rudy rằng mình phải ra ngoài kiếm tiền và bảo cô đi ngủ sớm vì ngày mai sẽ bắt đầu lên đường khi mặt trời mọc. Trời sáng, Rudy được đánh thức bởi tiếng hát của mẹ, nhưng rồi cô bé chợt thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt bà. Đáp lại, mẹ cô chỉ nói rằng đó là tai nạn nghề nghiệp thôi, rồi họ có tiền rồi, đã tới lúc để lên đường. Hôm nay, mẹ cô để cô lái xe. Rudy hỏi mẹ rằng liệu bà có thể mua cho cô ít pháo hoa được không, nhưng đáp lại là lời từ chối. Bà bảo rằng cả hai phải tiết kiệm từng đồng cho tới khi tới được Funville, rồi chỉ cần dừng lại ở một điểm nghỉ chân, sau đó cứ đi thẳng để tới được cuộc sống mới. Tối hôm đó tại nhà nghỉ, mẹ cô chỉ cô cách cạo lông chân, nhưng rồi bà nghĩ lại, hay là cả hai cùng nhau bắn pháo hoa đi. Đi bộ vài dặm cách nhà nghỉ, họ mua hai chiếc pháo hoa và cùng nhau bắn chúng lên trời. Nhìn thứ ánh sáng lấp lánh và rực rỡ trên bầu trời, bỗng nhiên nước mắt trên khuôn mặt mẹ Rudy chợt lăn xuống, ánh sáng cuối cùng trước khi tất cả chìm vào đen tối. Đêm xuống, Rudy chợt bị đánh thức bởi tiếng của mẹ và một người đàn ông lạ. Cô thắc mắc rằng đã trễ như vậy rồi mà mẹ còn đi đâu nữa. Mẹ cô xin lỗi và muốn cô làm một thứ, một điều cuối cùng trước khi đến điểm dừng cuối cùng. Hãy nhắm mắt lại, hay bịt chặt đôi tai, hay ở trong phòng tắm cho đến khi mẹ cô cho phép cô ra ngoài. Nói xong, bà quay trở lại phòng với cả người đàn ông kia. Hắn ta muốn cô thỏa mãn hắn trong 30 phút. Cô là người hắn, chỉ với 500 đô, tất cả những gì của cô sẽ thuộc về hắn. Rudy nhòm qua khe cửa, cô thấy cả hai đang làm tình và rồi nhớ lại vết bầm trên mặt mẹ sáng nay. Rudy lao vào bên trong, rồi chiếc da cạo râu và buộc gã đàn ông kia phải dừng lại. Cả mẹ cô và hắn đều ngạc nhiên, bà nói Rudy trở lại phòng tắm và kéo gã đàn ông lại, không cần để ý tới cô bé. Nhưng rồi một điều ngạc nhiên đã xảy ra, không kiềm chế được bản thân, gã đàn ông tát vào mặt Rudy. Tức giận vì con gái bị đánh trước mặt mình, bà mẹ cầm cây đèn và đánh thẳng vào đầu gã đàn ông. Bà bóp cổ hắn, mồm quát tháo không có bất cứ kẻ nào được phép đụng vào con gái bà. Sau khi nhận thức được lại thì mọi thứ đã quá trễ rồi, bà đã giết người trước mặt con gái. Mẹ Rudy nói với cô rằng hãy chuẩn bị đồ đi, họ cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Suốt chuyến đi, Rudy đã nghĩ rất nhiều, nhưng cô không thể biết được lý do vì sao. Mẹ cô nhắc lại rằng tại Funville họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Tại Funville, những người giống họ sẽ chăm sóc cho nhau. Nhưng liệu điều đó còn có xảy ra được không? Họ đã tới nơi, nhưng trước mặt cả hai chỉ là một công viên đổ nát, hay nói đúng hơn là những gì còn sót lại của Funville. Nếu anh em còn nhớ thì trong tập trước, chú hề Bart cũng đang làm việc tại Funville. Anh mất việc sau khi công viên này phá sản.
Không thể tin vào mắt mình, toàn bộ mọi thứ trong mẹ Rudy đã vụn vỡ. Tuyệt vọng, bà sụp đổ, những giọt nước mắt đã ứa ra. Bà xin lỗi Rudy, đáp lại mẹ, Rudy nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau đó, cảnh sát bắt bà vì tội giết người, họ đưa bà tới bệnh viện tâm thần. Trước khi phiên tòa diễn ra, các bác sĩ chẩn đoán và phát hiện bà bị phình mạch não, đột quỵ và tai biến mạch máu não. Thời gian trôi qua, Rudy giờ đã lớn, xinh đẹp như người mẹ. Cô bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới tại một ngôi nhà mới. Đã tới giờ biểu diễn, cô bước ra cùng với chiếc mũi đỏ của mẹ, khán giả bắt đầu reo hò khắp vũ trường. Cuộc sống có thể sẽ chẳng sang chảnh, dù bạn có là ai, con người thật của bạn như thế nào thì cuộc sống vẫn sẽ theo bạn dù bạn có đi đâu. Bạn có thể cố giấu nó, nhưng nó vẫn sẽ sáng rực rỡ. Câu chuyện thứ 3, chúng ta sẽ đến với một diễn viên kịch cầm vô danh. Vì anh ta không có tên nên tôi sẽ tạm gọi anh ta là Prince. Họ là tác giả của bộ truyện này. Prince đứng ở một góc phố, nơi anh biểu diễn trước mặt mọi người. Dù anh có cố gắng thế nào thì khán giả vẫn chẳng có chút biểu hiện gì. Đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười kia là một sự lo lắng khó tả. Anh trở ngón tay của mình giống một khẩu súng và bắn. Nhưng mà rốt cuộc là chẳng ai thèm bỏ ra một xu để trả tiền cho buổi biểu diễn tẻ nhạt này. Anh trở về nhà, người đầu tiên mà anh gặp là lão chủ nhà khó tính. Ông ta tiếp tục cằn nhằn về tiền thuê nhà, nhưng Prince có xu nào trong người đâu. Anh chán nản trở về phòng và mở TV lên. Prince chán ghét tiếng ồn nào mà TV phát ra và quyết định tắt tiếng. Có vẻ như chỉ có sự yên lặng mới có thể làm thỏa mãn anh, một diễn viên kịch câm. Sáng hôm sau, Prince thức dậy và tiếp tục công việc của mình, trở lại với lớp trang điểm kia. Anh bước ra khỏi nhà và một tờ quảng cáo bay vào mặt anh. Trên đó ghi rằng sẽ có người trả tiền công nếu như có ai đó thu nhận dây đồng cho họ. Khoái chí, Prince lập tức lao tới bãi rác thành phố để kiếm dây đồng. Anh bới mọi thứ lên, từ xác chuột chết và có suối đã qua sử dụng cho tới mặt nạ hề, nhưng mà chẳng thể kiếm được gì ngoài rác cả. Bỗng dưng, từ trong đống rác, một con nghe máy khổng lồ trồi lên trước sự ngạc nhiên của Prince, nhưng nó không làm hại anh. Prince thử chào nó cũng chào lại anh. Anh giơ hai tay lên, nó cũng làm theo. Thấy vậy, trong đầu của Prince nghĩ ra một ý tưởng. Theo mảnh giấy mai nhặt được, con nghe máy này có tên là Marcel. Anh dẫn con nghe máy này ra đường phố, cả hai cùng nhau biểu diễn và nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Một cô bé trong đám đông đã vô cùng thích thú trước màn biểu diễn cao bồi đọ súng của cả hai, nhưng mà cô quá nghèo để trả tiền cho buổi biểu diễn. Prince lập tức cho cô một đồng xu, khiến cô vô cùng xúc động. Prince dẫn Marcel về nhà, cả hai cùng nhau xem TV. Để Prince cảm thấy dễ chịu, Marcel tắt tiếng TV, chứng kiến người bạn mới chỉ vào giấc ngủ. Cả hai tiếp tục trình diễn cùng nhau, nhưng điều không may đã diễn ra. Một vị tiến sĩ cùng với cả vệ sĩ của ông xuất hiện và đưa Marcel đi. Hóa ra con người máy này là vật sở hữu của phòng thí nghiệm Wilbur. Prince và Marcel đã có màn chia tay khó có thể chấp nhận. Prince đau buồn, anh ngồi bên cạnh cô bé hôm nọ. Thấy anh không vui, cô bé quyết định là sẽ biểu diễn màn múa rối với một con nếch để giúp anh vơi đi nỗi buồn, nhưng mà thất bại. Prince nhìn mảnh giấy mà tiến sĩ Wilbur đưa cho và nảy ra một ý tưởng. Tối đó, anh đột nhập vào phòng nghiên cứu Wilbur, lẻn qua đám bảo vệ và tiến vào bên trong nơi thí nghiệm. Anh vô cùng sửng sốt khi mà trước mặt anh là hàng loạt nghề máy giống y hệt như là Marcel. Anh ngọc qua bên bàn làm việc, nơi mà Marcel đã bị tháo các bộ phận ra. Prince lập tức chạy tới và giải cứu bạn mình. Hai người bạn có mặt hội ngộ xúc động, nhưng Wilbur đã phát hiện và bắt Prince phải rời đi. Anh ôm Marcel và bỏ chạy, phía sau anh là đám vệ sĩ của Wilbur. Cả hai bị chúng bao vây, ép anh phải giao Marcel lại. Anh nhìn người bạn của mình, Marcel phát lên hai tiếng piu piu như là tiếng súng, giơ lên cho anh một ý tưởng tuyệt vời. Anh giơ hai cánh tay của mình, chĩa cặp súng về phía lũ bảo vệ và bắt đầu bắn. Súng thực sự đã nổ, nhưng không phải là súng của Prince. Hai gã bảo vệ giơ súng và kết lấy cuộc đời của diễn viên kịch câm xấu số. Anh cụp xuống đất, máu bắt đầu ứa ra. Marcel lên tiếng gọi người bạn của mình, nhưng Prince không thể đáp lại được nữa rồi. Hôm sau, cô bé kia thấy bãi rác và bắt đầu đào bới, khiến những gì còn xài được. Và rồi phát hiện ra chiếc mũ của Prince, cô đội nó lên và thể hiện lại màn biểu diễn hôm nào của anh. Pew, và câu chuyện kết thúc. Và đó là câu chuyện thứ 2 và thứ 3 của Haha. Đã lẽ trong video này còn 3 tập truyện nữa cơ, nhưng mà do tôi lười vãi cho nên là, well, anh em đợi tiếp phần 3 của Haha nhé. Và video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai. Mãi cháy! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!